bên phải là anh chị đi lên cầu Kinh, bên phải lên cầu Kinh, đi qua bán đảo Thanh Đa, cư xá Thanh Đa. Đó, đi theo cái hướng này là đường, đây là ngã tư đường Nguyễn Xí và đường Nơ Trăng Long nha. Nơ Trăng Long là huyện Văn Học năm xưa đó. Bên trái anh chị đi về Bình Lợi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Trời Sài Gòn bây giờ bắt đầu đổ cơn mưa khá là lớn. Em đang đứng ở khu vực quận Bình Thạnh. Bên phải em đây là Landmark 81, khu nhà giàu Vinhome Central Park. Phía trước thì chúng ta đi về cầu Sài Gòn qua khu vực quận 2 ngày xưa đó. Hôm nay là thành phố Thủ Đức với con đường xa lộ Biên Hòa, ngày nay là xa lộ Hà Nội. Bây giờ là 2 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 năm 2022. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn với một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, có những giây phút dạo phố, ngắm mưa rơi cùng với em. Hôm nay trời rất là nắng anh chị, nắng gắt, hôm qua cũng như vậy. Và chính vì vậy có lẽ là độ một cái cơn mưa lớn ơi là lớn tưới mát cho Sài Gòn. Mời cô bác anh chị đi dạo phố trong mưa. Bên phải là anh chị quẹo vô Vinhome này. Em mà mấy ngày trời mà nắng như thế này mà gặp mưa thì thôi rồi, thích lắm. Mưa, gió. Em chạy về phía Bạch Đằng anh chị nha. Đi về ngã tư Hàng Xanh đi. Ở đây mình đi hướng nào về ngã tư Hàng Xanh? Con đường Nguyễn Hữu Cảnh này sau lưng của em là chúng ta đi về lại trung tâm Sài Gòn. Con đường Cường Để đó anh chị, Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Đó, bây giờ ở đây thì em sẽ chia cho anh bên phải nha. Chúng ta đi về ngã tư Hàng Xanh. Còn bên trái thì chúng ta đi lên cầu Sài Gòn đó. Đây. Cầu Nguyễn Hữu Cảnh ngày hôm nay thì bị hư, đang sửa anh chị. Xe không có đi lên được. Và thế là chỗ này giờ cao điểm nó hay kẹt xe. Mưa lớn nhưng mà chút xíu là hết mưa rồi. Đường xá Sài Gòn đây anh chị. Ngay chỗ này là cầu Sài Gòn ha. Mình đi phía dưới cầu Sài Gòn nè. Cái cầu này là cầu Tân Cạn ngày xưa đó anh chị. Còn con đường bên phải em đây là con đường Tần Trọng Kim. Chúng ta đi về khu nhà giàu Vinhome. Rồi men theo con đường này về cái bức tường ngăn cách giữa Sài Gòn bên và Vinhome Central Park để đi ra cầu Thủ Thiêm 1. Dưới chân cầu Sài Gòn nè anh chị. Hướng này thì em đang chạy về ngã tư Hàng Xanh, bến xe miền Đông cũ đó anh chị ha. Đây, em đi thẳng
về ngã tư Hàng Xanh đây. Bên mé tay phải chúng ta có con đường Ung Văn Khiêm. Thôi em sẽ quẹo bên tay phải luôn. Bên tay phải em đi đường Ung Văn Khiêm về ngay chỗ cái cầu kinh Thanh Đa đó anh chị. Ở đây là cấm xe hơi nha, anh chị đi xe máy thôi. Đây là đường Ung Văn Khiêm. Cái khu vực này trước năm 75 là khu Tân Cảng, nó cũng không có nhà cửa như thế này đâu. Bây giờ anh chị mới thấy người ta xây nhà, cuộc sống nó nhộn nhịp như thế. Chứ trước năm 75 thì là một cái khu cảng hoang sơ. Con đường Ung Văn Khiêm này á là nó nối liền với lại con đường Nguyễn Xí anh chị, con đường Nguyễn Xí. Cái con đường Nguyễn Xí thì nó là một chiều ngược từ đường Nơ Trăng Long, Nguyễn Văn Học đó, đi về hướng của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngay chỗ cái cầu kinh. Còn con đường Ung Văn Khiêm này thì nó lại đi ngược từ cầu Sài Gòn, đi về tới cái ngã tư cầu kinh Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh đó. Con đường này thì có đôi khi anh chị thấy nó cũng lão quá rồi. Sài Gòn mình bây giờ ở đâu cũng phát triển về cái mặt ăn uống, vui chơi nhiều lắm anh chị. Cái khu Bình Thạnh và đường Ung Văn Khiêm này cũng vậy nha. Tối á, anh chị sẽ ngạc nhiên luôn, rất là nhiều hàng quán ăn uống nhậu nhẹt. Ở đây còn có các cái trường học cho nên là sinh viên học sinh nhiều, mà sinh viên học sinh ngày hôm nay thì cũng khá lắm chứ không không có nghèo giống như ngày xưa anh chị. Phía trước là những cái đám mây rất là lớn. Bên trái em ở đây có con đường Nguyễn Văn Thương. Em đi dọc theo bên phải của em là ra sông Sài Gòn rồi đó. Nói đúng là vậy. Kinh Thanh Đa chạy vào, nó cũng là cái hướng chạy về Kinh Thanh Đa đó anh chị. Sông Sài Gòn, Kinh Thanh Đa. Ở đây thì thuộc Bình Thạnh anh chị ha, phường 25. Phường 25 quận Bình Thạnh. Trời mưa thì nhưng nhìn nó trầm lắng. Công nhận mấy hôm nay trời rất là nắng anh chị, nắng nóng lắm. Đi buổi trưa cảm giác nó rất là rát. Có cơn mưa như thế này thú thật với anh chị là em rất là thấy thích luôn, thấy rất là mát mẻ. Mưa tuy nhỏ như thế chứ mà
mang lại một cảm giác nó hạ nhiệt, còn không thì thôi, nóng lắm. Anh chị có để ý thấy hai bên không? Ăn uống rồi rất là nhiều, quán xá ăn uống nhiều lắm. Quán nhậu bình dân, bò né là gì? Chiều mưa thì đôi khi nó hơi vắng vẻ một chút, nhưng mà tới chiều chiều tới tối vô là đông lại thôi. Đây là con đường huyện Gia Trí nè anh chị. Anh chị quẹo trái huyện Gia Trí thì chúng ta đi ra Hàng Xanh. Em chạy hướng này là tới con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn. Trời. Hướng này em chạy tới Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Kinh Thanh Đa và đường Nguyễn Xí. Sau đó là mình có một hướng đi quốc lộ 13 nữa, lên cầu Bình Triệu. Ung Văn Khiêm anh chị nha. Bánh cam 10.000 ba cái, hấp dẫn. Rồi, em đi tới phía trước đây là đối diện là con đường Nguyễn Xí. Đối diện là con đường Nguyễn Xí, nhưng mà nó là đường một chiều anh chị, không có đi được. Đó. Bên phải là anh chị đi lên cầu Kinh. Bên phải lên cầu Kinh, đi qua bán đảo Thanh Đa, cư xá Thanh Đa. Còn bên tay trái thì chúng ta không quẹo được ha. Nó cũng là đường một chiều Xô Viết Nghệ Tĩnh từ Hàng Xanh chạy lên. Bây giờ thì em sẽ đi thẳng cái con đường quốc lộ 13 hướng lên cầu Bình Triệu. Hôm trước có một chị có nhắn em quay trở về Nguyễn Xí Bình Thạnh. Hôm nay trong cái cơn mưa này có lẽ là em sẽ thực hiện luôn cái chuyến đi về đường Nguyễn Xí. Đó, đối diện là Nguyễn Xí đó anh chị. Nhưng mà nó là một chiều. Ví dụ vậy. Em quẹo phải ở đây. Con đường quốc lộ 13. Vali. Đó, rồi áo mưa, dây chằng, dây ràng. Để đi về con đường Nguyễn Xí thì bây giờ em sẽ chạy thẳng lên cầu Bình Triệu. Và sau đó em sẽ đi xuống đường Phạm Văn Đồng hướng đi về đường Nguyễn Xí anh chị nha. Hướng về đường Nguyễn Xí rồi chạy thẳng đường Nguyễn Xí cho tới khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Kinh này lại là xong. Trời thì cứ mưa
bye bye như thế này. Hy vọng cô bác anh chị xem các clip và có những cái giây phút nó cảm giác mát mẻ hơn. Cái bây giờ mấy cái clip gần đây toàn là ngày nắng nóng không. Ở đây là bến xe miền Đông anh chị nha. Và ngày hôm nay thì đầu tháng 12 ở Sài Gòn mình sẽ cấm xe giường nằm vào nội đô. Em không biết là nội đô ở đây là quận 1, quận 3 hay là cấm vào Sài Gòn luôn. Thì cái này em sẽ tìm hiểu lại và thông tin đến cô bác anh chị sau. Ở bên trái của em là vào xa cạn miền Đông. Càng ngày làm ăn cái gì nó cũng càng khó khăn anh chị. Đứng ở góc độ của những cái nhà xe đó thì chúng ta không thể nói là nó tiện hơn được, bởi vì họ phải dời ra tuốt ở ngoài quận 9 Suối Tiên rồi đón khách ở ngoài đó, thì cái lượng khách chắc chắn nó giảm đi rất là nhiều so với đón trong nội thành này. Trong nội thành này vậy chứ khách người ta đi về các tỉnh rất là đông, bởi vì dân Sài Gòn mình bây giờ hiện nay chủ yếu là dân nhập cư là nhiều anh chị. Tết nhất là có lễ lại cưới xin thì người ta cũng đầu đi về quê. Mà giờ đi về quê mà chạy tuốt ra bến xe miền Đông mới cách mười mấy 20 cây thì ôi thôi nó mệt mỏi. Và cái chuyện phát sinh các cái xe đưa rước quán dù quán cóc là cái chuyện bình thường, không có gì lạ cả anh chị. Rồi chúng ta đi lên cầu Bình Triệu. Bên trái là con đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng ta quẹo về là Hàng Xanh đó anh chị ha. Hôm nay mưa như thế này thì cũng mát rồi. Phía dưới là đường Tầm Vu này, bên phải em đó. Tầm Vu đi ngược về lại cầu Kinh. Rồi, mời cô bác anh chị lên cầu Bình Triệu nha. Cầu Bình Triệu hôm nay tự nhiên thấy mấy cái đèn này nó lạ, giống như là mới gắn máy che hay gì á. Cầu Bình Triệu đây anh chị. Một cái cầu cũng rất là thân quen với cô bác anh chị. Ngày xưa chúng ta đi về Lái Thiêu, Bình Dương, bên này vậy chứ lại không mưa. Xuống đây rồi thì nếu mà chúng ta đi thẳng qua cái vùng Binh á, chúng ta sẽ đi về Fatima. Còn bên phải thì chúng ta quẹo về đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, ngày hôm nay tiếp tục đi về cầu vượt Linh Xuân. Bên trái thì chúng ta đi lên cầu Bình Lợi để về hướng của ngã ba Chú Ý trên con đường Phạm Văn Đồng. Đó, như vậy là cô bác anh chị về hình dung ha. Bây giờ thì em sẽ quẹo trái vùng Binh, đi lên cầu Bình Lợi anh chị nha. Chúng ta đi Bình Triệu, Bình Lợi.
đi thẳng thì cô bác anh chị lên Fatima, nhà thờ Fatima. Còn hướng này thì em đi lên cầu Bình Lợi. Bên Bình Lợi này khô rang luôn anh chị. Bà con dừng lại cởi áo mưa. Trời trời trời, xe cao quá, trèo lên cũng mệt. Em cũng dừng lại cởi áo mưa và cũng muốn mời cô bác anh chị nhìn lại cái cầu sắt Bình Lợi ngày xưa, bây giờ thì nó được xây mới rồi anh chị. Nhà thờ Fatima, nhịp cầu sắt Bình Lợi đó. Em cũng cởi cái áo mưa ra đi, hết mưa rồi. Khi nào có mưa thì mình mặc tiếp. Bây giờ thì em sẽ chạy xuống đường Nguyễn Xí, Bình Thạnh anh chị. Trời có vẻ cũng còn mù mịt lắm nha, mưa nhiều nơi, không có diện rộng mà nó lại rác tùm lum. Tính ra là em cũng đang đi ngược nắng á. Lên cầu gió mát ghê anh chị. Đây, xuống đây là con đường Phạm Văn Đồng. Tiếp tục đường Phạm Văn Đồng thì cô bác anh chị biết rồi, buổi tối nó là một thiên đường ăn chơi, ăn nhậu. Ở đây hình như là con đường Nguyễn Xí này nè, đó. Em sẽ vào trái con đường Nguyễn Xí nha. Đây là chùa Ân Phước, nằm trên con đường Phạm Văn Đồng. Chỗ đây là vẫn thuộc Bình Thạnh anh chị ha. Bên này thì khô, bên kia thì mưa. Thôi, ơn trời mưa nắng. Đây, ở ngay cái vị trí này thì nếu mà quẹo phải á, thì anh chị đi vào cái xóm đường rây. Cái xóm đường rây xe lửa. Đây,
và ở đây có một cái con đường này á là nó bắt qua đường Đặng Thùy Trâm. À, khu này anh chị, ở đây thì chưa, do người ta chưa có làm cái cầu vượt ngay cái đường rầy đó, thành ra là chưa có thông xe được. Đường rầy bắt qua đường Đặng Thùy Trâm hướng đi về khu biệt thự Bình Lợi. Ở đây thì người ta vẫn tận dụng để làm cái khu ăn nhậu đó. Còn đường Nguyễn Xí này á, rồi ốc gì anh chị nhìn đã. Đường Nguyễn Xí này là chúng ta đi về bên phải là về cái đường rầy xe lửa luôn. Và bây giờ thì em chờ đèn xanh, em chờ đèn xanh em đi qua. Chờ đèn xanh em đi qua nha. Đây, đi thẳng qua bên kia đó, đi về lại hướng của bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, Cầu Kinh đó anh chị. Hết dính nước rồi. Bắt đầu tối là thấy Phạm Văn Đồng, mới chiều chiều là bắt đầu nhộn nhịp. Rồi ở đây thì em đi qua đường Nguyễn Xí tiếp tục. Đường Nguyễn Xí đoạn này mới được mở ra. Đó, cái chợ Cầu Đỏ đây anh chị. Lúc trước đó hả, nó dơ, nó xấu, nó lụp xịt mà hả, xình lầy. Bây giờ anh chị thấy nè, dẫn không ra con đường Nguyễn Xí này thôi. Cái, nó có một đoạn này thôi. Còn cái đoạn từ đường Nơ Trăng Long trở về bên kia thì ngày trước nó cũng đã đẹp rồi, nó làm mới này, nó lóc ra ngoài. Cái chợ này thường thường mỗi buổi chiều là thôi mệt mỏi lắm, đông đúc kẹt xe mà dơ giấy, mưa nữa thì thôi xình lầy. Bây giờ này tầm khoảng sau dịch á, một năm hơn rồi đó anh chị, cải thiện cái con đường này sạch sẽ như thế này, bà con mình cuộc sống cũng khá hơn. À, giá nhà đất ở đây nó cũng lên hơn. Nguyễn Xí, chợ Cầu Đỏ. Hôm nay mời cô bác anh chị đi nhiều vị trí của Bình Thạnh luôn ha. Còn đường Nguyễn Xí này nó sẽ bắt đầu từ ngay chỗ đường rầy xe lửa phía sau lưng em lúc nãy em đứng ngã tư á, đó, nó chạy về tới đây nè. Đó, rồi đi theo cái hướng này là đường, đây là ngã tư đường Nguyễn Xí và đường Nơ Trăng Long nha. Nơ Trăng Long là huyện Văn Học năm xưa đó. Bên trái anh chị đi về Bình Lợi, bên phải là chạy về bệnh viện huyện Văn Học, Chi Lăng, Phan Đăng Lưu đó anh chị, bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày hôm nay đó. Cái con đường bên này thì nó cũng có lâu rồi, nó cũng mở, cũng làm đẹp lâu rồi. Còn cái đoạn mà ngay cái chợ Cầu Đỏ đó thì mới vừa một năm trở lại đây thôi. Bây giờ mặt trời lại che lấp nữa rồi, mây lại bao phủ rồi. Chiều nay chắc có lẽ là cũng sẽ mưa nữa. Con đường Nguyễn Xí này anh chị sẽ chạy thẳng về Hà Tư, ngay chỗ con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm. Và một hướng thì lên cầu Kinh Thanh Đa, một hướng thì đi ra cầu Sài Gòn trên con đường Ung Văn Khiêm đó. Lúc này em đi ngược vào đó. Đường Nguyễn Xí và những con hẻm ở Nguyễn Xí thì nó có những cái xóm ve chai anh chị. Cuộc sống bà con mình ở đây nó cũng nghèo khổ lắm, trong những cái khu xóm. Đây là cầu đỏ anh chị nha. Mà em cũng không biết tại sao nó gọi là cầu đỏ nữa. Tại vì cái cầu thì nó không có thấy gì đỏ hết. Ở cái chợ thì ngay này, cái chợ lúc nãy em đi ngang đó, người ta cũng gọi là chợ Cầu Đỏ. Cũng
có rất là nhiều ngôi nhà, khu chung cư cũ kỹ sập sệ như thế này. Và bên hông là một cái con hẻm khu mua ve chai đồng nhôm. Anh chị thấy không? Đồ nhôm để cái mạng đó, cái liệu đó. Đây là khu chung cư Richmond Center. Và con đường này thì nó cũng nhộn nhịp lắm anh chị, sáng chiều gì cũng vậy thôi. Đây là một cái vị trí mà ngày hôm nay rất là nhiều bạn học sinh sinh viên về đây thuê đi học nè. Rồi người dân người ta cũng phát triển phòng trọ rồi nhiều, chung cư rồi nhiều anh chị thấy không? Chung cư hai bên cũng nhiều chứ bọn. Văn phòng cho thuê trường trung học phổ thông Thanh Đa bên trái của em này. Trường trung học phổ thông Thanh Đa này hình như trước đó là nó nằm ở bên cư xá Thanh Đa luôn đó anh chị. Bây giờ nó được dời về đây. Và cái ngôi trường bên cư xá Thanh Đa nó bỏ hoang. Bánh cam 10.000 ba cái. Mưa lúc nào mà nước đọng quá trời chạy không được luôn. À, phía trước đây là ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí. Trời nước quá trời. Sụp hố không trời. Bên phải thì anh chị quẹo về Bạch Đằng nha, đi về chợ Bà Chiểu. Em sẽ đi thẳng luôn cho trọn vẹn cái con đường vị trí này. Về chai phế liệu đường Nguyễn Xí này là cái đoạn từ Đinh Bộ Lĩnh cho tới Xô Viết Nghệ Tĩnh đó. Em đang đi đây là cái đoạn đường một chiều. Đây là cái đoạn lần đầu tiên em đi nè anh chị, hồi xưa đến giờ chưa có nào đi cái đoạn này. Này chỗ này mưa cũng lớn anh chị ha, thấy nước đọng cũng nhiều.
ngay cái vị trí này thì chúng ta một là quẹo trái để lên cầu Kinh, đi về cư xá Thanh Đa. Hai là chúng ta sẽ quẹo, hai là chúng ta phải đi thẳng để chúng ta đi về cầu Sài Gòn. Cô bán bánh tiêu, tiêu bánh bò, bánh bao chiên. Xe đó. Ở đây quẹo trái lại nữa là quốc lộ 13 đi lên cầu Bình Triệu, tiếp tục đi thẳng thì chúng ta về Ung Văn Khiêm, về cầu Sài Gòn, và cũng là cái đoạn đường mà lúc nãy em xuất phát từ cầu Sài Gòn đi vào đây. Bên trái thì anh chị quẹo lên cầu Kinh Thanh Đa ngay vị trí này ha. Và ngay vị trí này thì em cũng tạm dừng các clip của mình ở đây thôi. Đoạn này lúc nãy em đã đi rồi đó, và chiều hôm nay mời cô bác anh chị bác phố Sài Gòn mưa nắng cứ bất chợt như thế. Hy vọng là cô bác anh chị có những giây phút đi dạo phố thú vị cùng với em. Trời, thời tiết như thế này thì cũng mát mẻ, anh chị không có đến nỗi nóng nực lắm. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.